Trước tiên muốn làm thành những cây may mắn thì chúng ta phải có những trái thanh long chín. Những trái thanh long to chín thì trong đó cái hột nó mới to, mầm nó nảy lên mới mạnh. Do đó chúng ta trồng mới dễ dàng hơn. Và sau đó gọt hết những trái vỏ của trái thanh long ra và tiến hành bóp cho nó tơi nát ra. Sau khi bóp xong và đãi qua nhiều lần nước thì cuối cùng ta được có một cái sản phẩm là những cái hạt không mà nó còn ướt như thế này. Xong rồi chúng ta sẽ đem nó đi phơi khô trong vòng 2 nè con nắng thì nó sẽ khô để cất giữ. Sau khi phơi qua 2 cơn nắng thì những hạt thanh long ướt nó sẽ khô như thế này, để chúng ta dùng dần, để dùng để trồng thành những cây may mắn. Đây là cái mâm dùng để phơi những hạt thanh long cho nó khô. Cái mâm bình thường là chúng ta bỏ để lót một lớp vải, lót một lớp vải ở trên cái mâm đằng cho nó cái độ nóng của nó không nhiều lắm để vừa không có làm chín hạt khi mà chúng ta phơi nắng. Sau 2 ngày phơi nắng thì những hạt thanh long nó đã khô trên cái mâm như thế này là chúng ta có thể sử dụng được rồi đấy. Nó đã khô, chỉ việc là chúng ta bóp nó ra cho nó rời ra rồi cất vào cái hũ để có thể chúng ta dùng dần. Kế đến chúng ta sẽ dùng một chung vô ua hột và một chung vô ua mùng dừa mà đã rây cho nhuyễn rồi. Hai thứ chúng ta sẽ đổ vô một cái tô để xong rồi đổ nước cho nó sền sệt thành một cái chất lỏng. Sau đây là những vật dụng để làm cái giá thể là hình ngôi sao, hình trái cầu, hình trái tim và hình cái thông. Đầu tiên là chúng ta mua những cái miếng sơ dừa mà nó ép thành những miếng vuông vuông như thế này. Xong rồi chúng ta dùng cây viết vẽ những cái mẫu lên cái miếng sơ dừa, xong chúng ta dùng kéo để cắt. Chúng ta dùng kéo để cắt chúng thành những cái hình trái tim, ngôi sao và những trái cầu. Và sau đó chúng ta dùng những chiếc đũa để cột vào những trái tim, ngôi sao, trái cầu để thành ra những sản phẩm như thế này. Thành sản phẩm như thế này là đã cột rồi. Đây. Đây. Cái bột nhão mà chúng ta đã trộn giữa mùng dừa và những hạt thanh long với nước nó thành ra nhão như thế này. Rồi chúng ta sẽ chét vào những cái mẫu vật hình tim như thế này, hoặc là mẫu vật hình cái quả cầu như thế này, hay là những hình ngôi sao như thế này. Đó. Và sau đó thì chúng sẽ thành chét vô một lớp đều xung quanh hết thì nó sẽ thành như thế này. Và sau 3-4 ngày nó sẽ nảy mầm lên từ từ. Bây giờ là mới chét. Mỗi ngày chúng ta xịt vào buổi sáng và buổi chiều một lần. Xịt sương hơi
ướt đều hết. Đây là đến đây là đó, là nó ra những cái như thế này.